Quách Giao xin chào bà con nha. Buổi tối này, buổi chiều này vào đây đang đi rước con đi học về. Xin chào. Đó, thành phố Hồ Chí Minh đang ngay trung tâm quận nhất nha bà con. Bà con mình thấy nó kẹt xe khủng khiếp không? Cái giờ này là hầu như thành phố Hồ Chí Minh là nó kẹt xe nha. 5 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là đẹp vào ban đêm. Đó. Cái này là cái ngã 6 nè. Ngã 6 Phù Đổng. Đẹp nha. Ở đây giờ này là người ta đi làm về, bà con người ta tranh với nhau đi, ai cũng gấp hết trơn, về nhà còn cơm nước, con cái, gia đình nữa, cuộc sống nó tắc bật lắm. Rồi thêm học sinh về nữa, giờ này là mạnh ai nấy tranh thủ. Ở đây là mấy cái giờ cao điểm, ở đây gọi là giờ cao điểm đấy bà con mình. Đường này là đường Nguyễn Du nha. Đường này đường Lý Tự Trọng bà con ơi, chứ không phải Nguyễn Du. Giờ quên. Đây là trung tâm của, cũng là một trong những trung tâm quận nhất. 5 phút là tới phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bến Bạch Đằng rồi đó. Lúc nào ở đây thì xe thì bây giờ này là mấy cái trục đường này nó đỡ nha. Mấy cái đường khác là nó dữ dằn lắm. Đây là trong nội ô của quận nhất. Nhà hàng khách sạn. Ở đây cũng có rất là nhiều cái ngôi nhà cổ nha bà con. Chứ không phải là tòa nhà cao tầng không đâu. Có những khu, những cái tòa nhà rất là cũ. Đây đa số người nước ngoài nhiều lắm nha. Tại vì người nước ngoài không qua Việt Nam mình du lịch á, hầu như là ở họ ở ngay trung tâm quận nhất không. Họ ít đi ra ngoài với quận ngoài thành phố cho nó an toàn á. Tại vì họ ở đây thì nếu như có gì thì được người ta hỗ trợ. Cho nên họ hầu như là họ thuê khách sạn và họ đi bộ, họ vòng vòng ở trung tâm quận nhất. Đó. Rồi thì mấy công ty lữ hành, mấy công ty du lịch thì nó cũng nằm trụ sở nằm tại quận nhất hết. Cho nó tiện đó bà con. Cho nên đa số ở đây chúng ta cũng nhất thấy khách du lịch khá là nhiều luôn. Đó, kẹt xe cứng ngắc. Giờ đây thì mình phải chấp nhận thôi. Ví dụ như đoạn đường 5 cây số, 3 cây số. Nhưng mà đi khoảng 30 phút là chuyện bình thường nha. Mình không muốn mình cũng phải chịu nữa. Đó, cây nhít vậy đó mà còn mình thấy chưa? Giờ này là 4 giờ 45 phút chiều. Đó, không khí thì nó rất là đẹp. Ui, Sài Gòn có mưa rồi nha bà con. Đó, Sài Gòn mấy hôm nay là có mưa. Mấy con đường này là cũng là rất là đẹp. Đi cái này trục đường này là đi chút xíu siêu là tới nhà thờ Đức Bà, nó nằm ở con đường dưới đường Nguyễn Du. Còn con đường này là đường Lý Tự Trọng, giờ chạy thẳng qua bên đường Tôn Đức Thắng về Bình Thạnh nha.
rước con đi học về. Vấn đề là con có vào đi học bên quận nhất, mình phải rước về Bình Thạnh, đi khoảng 15 phút. Nếu như bữa nào mà không kẹt xe thì khoảng 10 phút, 15 phút. Mà nếu như kẹt xe thì khoảng 30 phút. Nó là như vậy. Tại vì quận nhất với Bình Thạnh nó giáp ranh với nhau, nhưng mà có những cái đi ngang với mấy cái trung tâm thương mại lớn á, kẹt xe khủng khiếp. Mình nhích không à. Nói với bà con vậy đó. Cho nên Sài Gòn này mình đi mình đừng có nói về vấn đề km với thời gian. Mình coi thử nó có cái kẹt xe hay không á. Cái điều đó điều quan trọng nha. Cái khung đường này là vào đi ngang bệnh viện Di Động 2. Ai mà ở mấy khu vực lân cận này thì biết cái bệnh viện Di Động. Mình cũng quen, còn nếu như không quen là nó khó chịu. Bên sân bên tay phải, bên tay trái là quân đội nhân dân Việt Nam nha. Đây là trường huấn luyện của mấy chú bộ đội doanh trại, nằm ở trung tâm quận nhất luôn, cứ ghê chứ. Đi bộ đội đây khỏe à. Tâm thương mại mà trước lớn đó, với cà phê cộng ở đây này, Catinat luôn. Hai cái chuỗi cà phê cực kỳ lớn nha, Catinat với cà phê cộng ở thành phố Hồ Chí Minh này cực kỳ lớn á. Hồi trước thì nó kẹt dữ lắm mà. Ngày nào cũng vậy. Ngày nào như ngày đó luôn. Không có thấy kẹt, nhích kìa. Tại cái có trung tâm thương mại quá lớn rồi. Mấy bạn gửi xe, bạn ăn uống chơi mấy bạn trẻ. Trong đây là chúng có cái gì trong đây nè. Nếu nào vào cái đây. Bao nhiêu chuỗi ở đây, cà phê, quán ăn uống, trung tâm thương mại. Nó dòm ngay đây rồi nó kẹt ngắt kìa. Nhưng mà kẹt xe ở đây là cái văn hóa của họ, cho nên nó khá là bình thường. Nếu mà còn theo được cái đoạn đường chừng 3 km, 5 km thôi, nhưng mình đi mấy chục phút. Học sinh ra tại ở đây có mấy cái trường học lớn, chạy tới xíu là tới trường Trần Đại Nghĩa lớn như thế này, cái trung tâm thương mại rồi thêm mấy trường học, cho nên kẹt xe là cái chuyện bình thường. Hôm nay mình học sinh ra rồi chứ mình ít rồi. Xe này xe đón ở đứng giữa đường ở đón như thế thì đúng rồi kẹt rồi.
chỗ nào á, Sài Gòn này chỗ nào mà có học sinh đi ngừng chỗ đó phức tạp, kẹt xe ít lắm. Mà được cái đèn đỏ 30 giây cũng được, đi cái đèn đỏ mà 1 phút đây này, đó 90 phút, 90 giây chứ. Cái chuỗi hải sản Hoàng Gia lớn lắm nha bà con, mà bán đắt khủng khiếp của mình. Cái chuỗi hải sản nó lớn mà có hải sản của ta, có hải sản Tây nữa, bán hải sản nhiều lắm, có mấy cái biết bao nhiêu cái cửa hàng luôn rồi, không biết nhiều mà đi đâu cũng thấy rất là nhiều luôn. Phải chịu hao thời gian đó chứ, kẹt xe là biết làm sao giờ, chỉ có xe ưu tiên thôi chứ, còn mình là người dân thì phải chấp nhận. Con mà thấy cái tòa, mấy cái tòa chung cư đây chưa, mấy chung cư cao cấp nha của Vinh đó,
xuống hầm nha. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin